Võ Thần Chúa Tể Chương năm sáu, hắc ám chi mẫu, rầm rầm oanh, kinh người nổ vang không ngừng trùng kích, từ không chấn mấy người trên người khí tức không ngừng kích động, siêu thoát lực lượng nhìn một cái không sót gì, ở nhanh chóng biến cường, siêu thoát, ta liền thành siêu thoát rồi, từ không chấn ba người cảm thụ được trong thân thể lực lượng, không khỏi rung động vạn phần. Căn bản không thể tin hai mắt của mình, ân, nhưng mà Tần Trần cũng không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì hắn nhạy bén cảm nhận được, từ không chấn mấy người đang đột phá siêu thoát cảnh giới thời điểm, tuy rằng không có luân hồi mệnh kiếp chi lực khảo nghiệm, nhưng là lực lượng ở tăng trưởng đến trình độ nhất định lúc sau, thế nhưng đình trệ tăng trưởng, vẫn là không được sao. Tần Trần ánh mắt nhất ngưng. Cũng là, từ không chấn đám người phía trước bất quá là đỉnh phong chí tôn, ngay cả nửa bước siêu thoát cũng không tàn đột phá, hiện giờ tuy rằng mạnh mẽ cho bọn hắn trong thân thể nhốt đánh vào hắc ám tộc trưởng nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cấp bổn nguyên, nhưng muốn từng bước bước vào siêu thoát cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Siêu thoát, dĩ nhiên là cả vũ trụ hải trong đầu sỏ nhân vật, này đột phá khó khăn rất cao, cũng không dễ dàng có thể vượt qua, nếu không, năm đó hắc ám nhất tộc đế thích thiên, phá quân đám người muốn đột phá siêu thoát cũng không hồi hao phí nhiều như vậy tinh lực xâm lấn sơ thủy vũ trụ bằng vào một gã nhất trọng đỉnh phong siêu thoát bổn nguyên, còn không thể bồi dưỡng đi ra ba gã siêu thoát cấp cường giả. Xem ra là bổn nguyên chi lực còn chưa đủ, tần trần có chút đâm chiêu, ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai gã lúc trước đối với thượng quan Nguyễn Nhi ra tay hắc ám nhất tộc nhất trọng siêu thoát, bổn nguyên không đủ, số lượng đến thấu. Hắc ám tộc trưởng một gã nhất trọng đỉnh phong siêu thoát bổn nguyên đích xác không đủ tư không chấn ba người đang bước vào siêu thoát cảnh giới, nhưng nếu là hơn nữa hai gã nhất trọng siêu thoát bổn nguyên đâu, tam đại nhất trọng siêu thoát, trong đó còn có một gã nhất trọng đỉnh phong siêu thoát, ở chính mình thập kiếp điện lực lượng, cùng với này hắc ám đại lục bổn nguyên chi lực. Tần Trần còn không tin bồi dưỡng không được ba gã siêu thoát cường giả, nghĩ đến đây, Tần Trần căn bản không có gì do dự, đại thủ bay thẳng đến hai gã hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả trảo nhiếp lại, oanh, khủng bố hắc ám chi lực giống như sóng thần đánh úp lại, trực tiếp bao phủ hướng hai người, hai người ở tầng trần khí tức dưới, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Một đám không còn giao phong dũng khí, nháy mắt phóng lên cao, ý đồ muốn thoát đi nơi này, chính là không đợi bọn họ lao đi, đột nhiên phốc suy hai tiếng, hai hát sắc lợi trảo tại đây một khắc trực tiếp theo hai người sau lưng tham xuất, xuyên thủng bọn họ ngực, khủng bố hắc ám chi lực ở điên cuồng yên diệt bọn họ sinh mệnh khí tức, các ngươi, này hai gã hắc ám nhất tộc siêu thoát khó có thể tin quay đầu liền nhìn đến đúng là phía trước kia hai người vẫn chưa chống lại thượng quan nguyễn nhi bộ mặt dữ tợn hung hăng xuyên thủng bọn họ thân thể vì cái gì này hai gã hắc ám siêu thoát trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng khó có thể tin nhìn thấy này hai người hắc thạch tổ đế hắc nguyên tổ đế các ngươi vì cái gì bọn họ là thật không rõ vì cái gì này hát thạch tổ đế cùng hát nguyên tổ đế trong ánh mắt có vô tận điên cuồng cùng, cùng lạnh như băng này phiến hắc ám đại lục đã muốn bị hát dạ bao phủ đã lâu lão tổ cùng tộc trưởng hai người bảo thủ đem chúng ta hắc ám nhất tộc mang nhập tới vô tận thâm nguyên cùng hắc ám chi trung hiện tại ám đại nhân trở về đây là chúng ta hắc ám nhất tộc mang hướng vô tận quan minh ta nhóm lúc trước là bị lão tổ bọn họ che mắt tâm thần không biết bỏ ám hướng minh hiện giờ rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ ám đại nhân dẫn dắt hạ ta hắc ám đại lục chắc chắn nên đón quang minh tương lai về phần các ngươi dám đối ám đại nhân cùng hắn hồng nhan động thủ dĩ nhiên là ta hắc ám đại lục đi hướng quang minh trên đường chướng ngại vật cho nên các ngươi phải chết oanh hai người thần sắc dữ tợn khủng bố hắc ám quy tắc tại đây hai gã hắc ám siêu thoát trong cơ thể điên cuồng kích động đưa bọn họ thân thể trong nháy mắt trở thành hư vô các ngươi không xứng ta hắc ám nhất tộc, kẻ thù bên ngoài trước mặt thế nhưng cam nguyện đầu hàng, đáng chết. Này hai gã hắc ám siêu thoát lúc này như thế nào không rõ, cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ, hết thảy đều là vô nghĩa, căn bản nhất nguyên nhân là hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế này hai vị sợ chết, ở sinh tử phía trước lựa chọn từ bỏ tộc đàn, đầu phục địch nhân điều này làm cho bọn họ trong lòng như thế nào không phẫn nộ, bạo, ở trước khi chết, bọn họ bộ mặt điên cuồng, trong nháy mắt sẽ kiếp nổ tự thân bổ nguyên. Mặc dù là sống không được, cũng quyết không thể làm cho hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế này hai cái phản đồ sống khá giả, hừ, ở bản thiếu trước mặt, các ngươi còn muốn tự bạo. Lúc này một đạo lạnh như băng thanh âm truyền đến, là tần trần, hắn đại thủ tham hạ, cùng cùng quy tắc chi lực lưu chuyển, mang theo kinh người hắc ám khí tức, đêm này hai gã siêu thoát bổ nguyên trong nháy mắt áp chế xuống dưới, mà ngay cả tự bạo đều không thể làm được, đi, quanh, tần trần thúc dục hắc ám bổ nguyên, bàn tay bên trong khủng bố lôi đình chi lực nở rộ. Yên diệt hai người ý chí, rồi sau đó đêm này hai gã hắc ám siêu thoát bổ nguyên trong nháy mắt nhốt đánh vào tới tư không chấn ba người trong thân thể, a, à, Tư không chấn ba người nguyên bản đình trệ tu vi lần thứ hai bốc lên lên, tam đại siêu thoát bổn nguyên tiến vào ba người trong cơ thể trong đó còn có hắc ám tộc trưởng một đạo nhất trọng đỉnh phong siêu thoát bổn nguyên hơn nữa bọn họ ba người đều là hắc ám nhất tộc cường giả kia hắc ám tộc trưởng thậm chí dung hợp bộ phận hắc ám đại lục bổn nguyên vài đạo mạnh mẽ lực lượng kết hợp đứng lên lệnh đắc tư không chấn mấy người bổn nguyên nháy mắt lột xác chân chính bước vào siêu thoát cảnh giới oanh vô tận khí tức thổi quét tứ phương tư không chấn tư không an vân lâm uyên chí tôn ba người nhất tề huyền phụ giữa không trung kinh hỷ cảm thụ được tự thân sau đó đối với tần trần cung kính hành lễ quỳ xuống kích động nói thuộc hạ gặp qua ám đại nhân các ngươi đứng lên đi dẫn dắt dưới trướng tốc tốc hợp nhất cả hắc ám đại lục tất cả người phản kháng dết tần trần hít mắt lạnh lùng nói dạ không cần tần trần phân phó Tư không chấn mấy người đã muốn mang theo tư không thánh địa cùng lâm nguyên thánh môn đệ tử nhanh chóng trấn áp phản loạn hắc ám đại lục tộc đàn khác. Mà kia hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế cũng vội vàng đi vào tầng trận trước mặt, lúc này quỳ sát xuống dưới, hắc thạch, hắc nguyên, gặp qua ám đại nhân, từ nay về sau nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo ám đại nhân. Vì ám đại nhân làm tùy tùng, cố gắng hết sức lực. Hát thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế đầu hạ thật sâu xuống dưới, hai người thu liễm khí tức, căn bản không dám phản kháng, một bộ tùy ý tần trần định đoạt bộ dáng, tần trần hiếp mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, không thể không nói, này hai người nhãn giới nhưng thật ra không kém, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, thế nhưng vì sống tạm bợ đúng là ngành sinh sinh đánh lén giết chết mặt khác hai gã hắc ám siêu thoát. Đáng tiếc, tần trần nhìn chầm chầm hai người, đôi mắt thâm sử hiện lên một tia sẵn giọng đột nhiên nâng thủ hai cổ khủng bố hắc ám khí tức trong nháy mắt bao vây ở hai người đem hai người thân thể trực tiếp nhiếp nổ nát ra cùng lúc đó một đạo lôi quang nở rộ đem hai người linh hồn ở trong nháy mắt yên diệt vi vì... cái gì hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế trước khi chết trừng lớn hai mắt không rõ tần trần làm như vậy mục đích bọn họ hai người thân là hắc ám nhất tộc siêu thoát cam nguyện thần phục vì cái gì còn muốn giết bọn hắn, ta tần trần dưới trướng, bất lưu các ngươi bực này ti tiện người, tần trần đạm mạc nói, khủng bố lực lượng trực tiếp xuyên thủng hai người, sau đó đem hai người bổn nguyên trong nháy mắt đưa đến thượng quan Nguyễn Nhi trước mặt. Nguyễn Nhi, này hai người bổn nguyên liền giao cho ngươi, tốc tốc trưởng khống này hắc ám đại lục bổn nguyên. Tần trần ngưng thanh nói, hảo. Thượng quan Nguyễn Nhi từng bước bước ra, bốn phía kinh người hắc ám khí tức giống như vũ dực nở rộ mà ra, nàng mắt đồng trong dũng động vô tận hắc ám, nháy mắt hóa thành một mảnh tối đen, tự thân cùng này hắc ám đại lục bổ nguyên quy tắc nhanh chóng dung hợp ở tại cùng nhau. Oanh, trong phút chốc, Nguyễn Nhi trên người khí tức ở nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới nhất trọng siêu thoát đỉnh phong cảnh giới. Chương 5247, mà lúc này, tư không chấn ba người cũng đã muốn trấn áp ở cả hắc ám đại lục tộc đàn, nhanh chóng trở lại tầng trần trước mặt, đều quỳ một gối, hành lễ nói, gặp qua ám đại nhân, gặp qua. Hắc ám chi mẫu. Ba người hồi hộp nhìn thấy cách đó không xa thượng quan Nguyễn Nhi, bọn họ có loại cảm giác, giờ phút này hắc ám đại lục đã muốn cùng trước mắt này nữ tử dung hợp ở tại cùng nhau. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, có thể quyết định bọn họ ba người, thậm chí cả Hắc Ám Đại Lục sinh tử, Trần Thiếu, lúc này, Ám U phủ chủ, Thác Bạc hùng bá cùng với Thác Bạc tổ tiên mấy người cũng đều hạ xuống, nháy mắt đi vào tầng trần bên người, cung kính hành lễ, đồng thời mặt lộ vẻ không nói gì, vốn, bọn họ còn muốn thừa dịp một lần cơ hội. Hảo Hảo ở tầng trần trước mặt biểu hiện một phen, ai biết. Căn bản không có bọn họ biểu hiện cơ hội, tầng trần cũng đã chinh phục cả Hắc Ám Đại Lục, đây là chuyện gì xảy ra? tư không chấn đám người giờ phút này cảm thụ được ám u phủ chủ mấy người trên người khủng bố khí tức không khỏi hết hồn không dám nhúc nhích những này đều là chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe được đại nhân vật a à. trong hư không tần trần nhìn thấy tư không chấn mấy người khẽ cười lên các ngươi tốt lắm đối với tư không chấn bọn họ có thể lâm trận phản chiến tần trần vẫn là rất vừa lòng tài cán vì thiếu gia làm việc là ta nhóm vinh hạnh Tư không an vân vội vàng nói, thiếu gia, tần trần nở nụ cười, này thật sự là một cái đã rất lâu xưng hô. Hắn nhìn thấy trước mắt đám người. Còn có kia năm đó ở Hắc Ngọc Đại Lục ở Trung Qua Phi Ác, thần hoàng tiên tử đám người, mỉm cười nói, hiện giờ, Hắc Ám Đại Lục bình định, đối với Hắc Ám Đại Lục trong hết thảy, bản thiếu sẽ không đi quản, hết thảy đô hội giao cho các ngươi hai đại thế lực đi quản lý. Bất quá, nam thập tam tinh vực ám u phủ cùng thác bạc thế gia đều đã muốn thần phục bản thiếu bản thiếu hội đem cả nam thập tam tinh vực nhất thống hắc ám đại lục phía trước cũng chúc nam thập tam tinh vực trong một cái thế lực sau này cũng sẽ thống nhất quản lý các ngươi đều là người thông minh hẳn là hiểu được nên làm như thế nào tư không chấn đám người vội vàng quỳ sát xuống dưới ám đại nhân còn xin yên tâm ta nhóm tự nhiên lo lắng hết lòng vi đại nhân ngài phục vụ vậy là tốt rồi đi thôi, đi trước các ngươi hắc ám đại lục bổ nguyên nơi. Tần Trần nói thẳng, chỉ cần trưởng khống cả hắc ám đại lục bổ nguyên, kia cả hắc ám đại lục sinh tử đều muốn trưởng khống ở trong tay chính mình, dạ, tư không chấn đám người không chút do dự nói. Lúc này, một đám người ở tư không chấn đám người dẫn dắt hạ, đi trước hắc ám đại lục bổ nguyên nơi, lấy tư không chấn đám người trí tuệ, cho dù là lúc trước ở hắc ngọc đại lục không có cảm giác được không thích hợp, nhìn đến tần trần mang theo ám u phủ cùng thác bạc thế gia tiến công hắc ám đại lục kỳ thật cũng có thể đối tần trần thân phận có điều hoài nghi nhưng lúc trước tần trần trong lời nói đã rất rõ ràng bọn họ đều là người thông minh chỉ cần bọn họ nghe lời tần trần tự nhiên sẽ không để ý bọn họ hay không hoài nghi chính mình mà ở hiện tại này tình huống dưới từ không chấn bọn họ hoài không nghi ngờ cũng đã muốn không trọng yếu rất nhanh công phu tần trần đám người liền hàng lâm ở tại hắc ám đại lục bổ nguyên nơi quanh phía trước là một mảnh biển thâm uyên cùng cuộn hắc ám khí tức dũng động giống như một mảnh tối đen đại dương mênh mông nơi này là hắc ám đại lục năm đó bổ nguyên sinh ra cũng là hắc ám lão tổ bế quan chỗ muốn thông qua hắc ám đại lục đi trước sơ thủy vũ trụ nhất định phải trước chưởng khống nơi này hắc ám bổ nguyên nếu không căn bản không thể câu thông lên thông đạo dù sao lúc này đây tầng trần chính là muốn dẫn không ít người trở lại sơ thủy vũ trụ như thế khổng lồ năng lượng phải cấu trúc một đạo cực kỳ củng cố thông đạo nếu không một khi ở hàng lâm trong quá trình thông đạo băng diệt liền phiền toái mà ở tầng trần đám người chưởng khống hắc ám đại lục thời điểm minh giới tính cả ma giới thông đạo ngoại vô số minh giới đại quân giống như rậm rạp châu chấu hội tụ tại đây phiến hắc sắc đất trống phía trên mà ở trước đất trống một mảnh hắc sắc sơn mạch bên trong một đạo ẩn chứa vô tận tử khí thân ảnh đứng vững ở tại nơi này đúng là uyên ma lão tổ vạn cốt minh tổ tiền bối minh giới liền thông sơ thủy vũ trụ thông đạo ngay tại này quy minh sơn trong uyên ma lão tổ nhìn thấy phía trước hư không trầm giọng nói nga kia khô lâu thủy tinh trong nháy mắt huyền phù lên nhanh chóng đi tới phía trước hư không cả thủy tinh trong đột nhiên phát ra một đạo lạnh lẽo minh khí chậm rãi thẩm thấu tới phía trước trong hư không ông liền nhìn đến phía trước hư không đột nhiên chấn động lên giống như va chạm vào từng cái mặt nước một loại quả nhiên này khô lâu thủy tinh mắt đồng chỗ đột nhiên sáng lên không thể tưởng được tại đây quy minh sơn trong thế nhưng có một cái sơ thủy vũ trụ thông đạo thật sự là làm cho bản tổ không nghĩ tới vạn cốt minh tổ hưng phấn lên một cái đi thông ngoại bộ thông đạo này đại biểu minh giới người có thể thông qua này địa phương câu thông ngoại giới vũ trụ hải dù sao minh giới đối với vũ trụ hải mà nói là một cái đặc thù tồn tại. Bình thường dưới tình huống, sinh tử hai giới là không thể tương thông, còn thỉnh tiền bối ra tay mở ra này thông đạo, quyên ma lão tổ tiến lên nói, tốt lắm, ngươi chỉ cần nói ra kia sơ thủy vũ trụ không gian tọa độ, bản tổ liền có thể tìm được kia không gian tọa độ nơi, đã thông hai giới thông đạo. Lúc này, quyên ma lão tổ tiến lên, hắn thần hồn, trực tiếp bắt đầu câu thông nổi lên sơ thủy vũ trụ ma giới nơi, sơ thủy vũ trụ, ma giới, năm đó bị ma giới bị tần trần công chiếm lúc sau, hiện giờ ma giới bên trong, đã hoàn toàn bị uyên ma đứng đầu chưởng khống, mà ma tộc, cũng đã muốn trở thành vũ trụ trong vạn tộc một trong, không hề có chinh chiến, tần trần rời đi mấy năm nay. Sơ thủy vũ trụ không ngừng hòa bình phát triển, xuất hiện ra rất nhiều niên kỷ thiên tài cùng cường giả, một bộ vui sướng hướng quan vinh bộ dáng giờ phút này, ở ma giới nơi nào đó bí ẩn nơi, ông một tiếng, này chỗ thiên địa hư không đột nhiên nhộn nhạo lên, một tia đặc thù ma khí quanh cũng mở ra, giống như bị gọi về một loại, quanh. Theo kia bí ẩn chỗ dưới nền đất. Một đạo ma nguyên bốc lên, này ma đạo nguyên nhanh chóng biến thành một đạo hắc động, bốn phía nguyên bản có ma tộc tộc đàn lúc này sống ở, trong phút chốc, đã bị này đột nhiên xuất hiện ma nguyên hắc động trong nháy mắt cắn nuốt đi vào cả tộc đàn trong nháy mắt biến thành hư vô minh giới nguyên ma lão tổ hai mắt rồi đột nhiên mở tiền bối ta đã tiêu ký ngô ta cảm nhận được chinh phục một tòa sơ thủy vũ trụ không tồi coi như là để nhàm chán nhân sinh bằng thêm một ít lạc thú vạn cốt minh tổ phát ra khặt khặt cười quái dị ông một tiếng từng đạo vô hình minh giới khí tức theo kia khô lâu thủy tinh bên trong chợt nổ bắn ra đi ra ngoài Nháy mắt hóa thành một cái đại trận phong tỏa ở cả Quy Minh Sơn, cùng lúc đó, phạm viên ngàn dặm nội hư không nhanh chóng dũng động đứng lên. Một cái tử vong thông đạo nháy mắt xuất hiện ở tại này phiến vũ trụ thiên địa trong lúc đó, này thông đạo không ngừng hướng lý khuếch tán, tựa hồ liền thông với không biết tên hư không thế giới. Tiền bối, đã thông thông đạo cần bao lâu? Nguyên ma lão tổ khẩn cấp nói, cho ta vài ngày thời gian, liên thông sinh tử hai giới, khó khăn cực cao cũng may ngươi vốn là kia phiến thế giới sinh linh nếu không mạnh mẽ đã thông hai giới thông đạo vũ trụ hải quy tắc hội đối ta sinh ra mãnh liệt phản phệ gấp không được vạn cốt minh tổ trầm giọng nói dạ tiền bối nguyên ma lão tổ trong lòng lo lắng nhưng cũng không thể nề hà bởi vì đổi làm chính hắn đến muốn đã thông này thông đạo tiêu hao thời gian tuyệt đối lâu không có cái mấy tháng thời gian căn bản không có khả năng vài ngày sau Nguyên ma lão tổ nhe răng cười đứng lên, cũng thế, khiến cho tiêu giao chí tôn cùng kia tiểu tử nhiều kiêu ngạo một ít thời gian, lập tức, lập tức bản tổ sẽ cường thế hàng lâm. Cạc cạc, khắc khắc khắc. Giữ tận cười to tiếng động, tại đây trong thiên địa phản phất quanh quẩn. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mình ly trà đá qua đường link ở dưới phần mô tả nhé, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.